Xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người một chiếc âm ly dành cho guitar điện của hãng Playtech, có số hiệu là Jammer. Đây là một series những âm ly mini của Playtech. Âm ly này đây, giao diện nó đây, rất là nhỏ gọn nhưng mà cái loa của nó cũng khá lớn. Tuy là nó thiết kế nhỏ nhưng mà rất là to mồm. Chúc cho mọi người sẽ nghe. Đây là logo Playtech của nó. Mặt trước là bằng sắt nha mọi người, bằng kim loại. Sơn đen rất là dày và chắc chắn. Ok, rồi tất cả nút điều khiển nó thì nằm trên đầu. Mọi người coi, đây là nút power, bật lên thì cái nút này sẽ sáng điện. Input, headphone. Còn đây là nút chế độ chơi của nó. Nó có clean, override và distortion. Đó, vặn theo chế độ. Đó, cái này là clean này. Vặn lên đây một chút là ride này. Qua bên này đến hết, về hết bên tay phải là distortion. Ok, mình thích chơi chế độ nào thì mình cứ lựa lựa cái nút này mình vặn thôi. Còn đây là bass, chép và level. Level to nhỏ, rất đơn giản. Một con âm ly rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, nó cũng khá là dày, chắc chắn bằng gỗ. Đó, đằng sau của nó vậy thôi, rất là ổn, rất là xịn. Ok anh chị em, giờ tôi sẽ điện thì cắm rồi, tôi sẽ bật lên đánh vài nốt cho mọi người nghe thử về chất lượng của nó. Rồi, khi bật lên thì đèn ở cái nút power nó sáng rồi này. Rồi. Ok, cái âm ly này nó rất là mạnh. Tuy nó là một series mini thôi, một âm ly mini thôi nhưng mà âm thanh của nó rất là mạnh và đầy, chắc chắn. Tôi đang để ở chế độ clean nhé mọi người. Cái clean của nó rất là ổn. Bây giờ mình vặn lên chế độ override xem như nào nhé. Đây là tiếng override của nó. Còn mình vặn lên distortion nhé. To lắm ạ. Distortion của nó đây là siêu to luôn. Đây là tiếng distortion của nó nhé. Distortion của nó rất là rè và mạnh và lực. Ok rồi, bật lên đánh vài nốt vậy cho anh chị em nghe thử. Chứ tôi không phải là dân guitar, tôi chỉ đánh được mấy nốt để test âm ly thôi chứ không phải dân guitar, nhưng đánh nghe nó buồn cười. Ok mọi người, nãy giờ mình đã đánh thử chiếc âm ly này và cũng đã giới thiệu qua cho mọi người một chiếc âm ly rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà lực của nó rất là mạnh, nó to, âm thanh nó to hơn cả những âm ly lớn hơn đây nhiều nữa. Nó khỏe hơn và nó dày, rất là ổn. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã coi clip này. Hy vọng ai sở hữu chiếc âm ly Playtech Jammer thì sẽ ngày càng yêu âm nhạc hơn và luyện tập guitar ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã coi clip này. Xin cảm ơn.